bạn ơi, mình được vinh danh top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật của năm nè. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2021. Top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2021. Vin MC. Ông ngủ nữa vậy? Nè mọi người ơi, các bạn có thấy những ai ở phía bên kia hay không? Đố các bạn đó. Bên kia đó là cặp đôi anh Phong Cận và chị Sammy. Đẹp trai có gì là sai? Và hi, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vinh đây, hay còn gọi là Vinh MC. Ngày video ngày hôm nay rất là đặc biệt luôn đó nha. Hôm nay là một cái buổi vlog nha các bạn. Mình sẽ tham gia một cái buổi trao giải của YouTube nha. Phải nói là rất là xa luôn, nhưng mà đặc biệt là mình được gặp những YouTuber nổi tiếng nha mọi người. Và các bạn hãy nhớ xem hết video này, có nhiều cái thú vị ở trong ngày hôm nay lắm đó nha. Ok, vô nào. À mà khoan đã, trước khi mà bắt đầu vào video này, các bạn nhớ cho mình một like nha, và ấn cái nút đăng ký để có thể đón nhận những video mới nhất của mình và sớm nhất nha các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bắt đầu đi nào. Nhưng mà trước khi đi, mình cần phải test Covid, là xét nghiệm Covid cho nó an toàn trước khi đi đã các bạn à. Hiện tại là tôi đang ở chỗ bệnh viện nè mọi người. Tôi đây nè mọi người ơi. Xin chào xin chào. Giờ là người ta đang chuẩn bị lấy cái cây này đưa vô cái lỗ mũi của mình á, để xét nghiệm Covid coi mình có âm tính hay là dương tính. Ơi, bắt đầu đưa cái cây vô cái lỗ mũi của mình rồi kìa. Oh my god. Cảm giác lúc đó hơi thốn thốn, nhưng mà không sao. Sau khi mà mình đã test Covid xong thì lúc này là mình đang lên xe bắt đầu đi tới cuộc hành trình rồi. Để mà tới nơi á thì mình phải mất 8 tiếng đồng hồ mới tới nha các bạn. Phải nói là đường đi tới Sài Gòn rất là xa luôn á. Hiện tại đang là 8 giờ sáng nha mọi người. Cuối cùng là mình cũng đã tới nơi rồi. Các bạn đang biết hiện tại đang là mấy giờ không? Hiện tại đang là 3 giờ chiều. Đây, đây rồi. Đây là nơi mà tối nay buổi lễ sẽ diễn ra nha mọi người ơi. Buổi lễ này sẽ vinh danh các nhà sáng tạo YouTube nổi bật của năm, nên là tối nay là mình sẽ vào đây mình tham dự buổi lễ nha. Yeah, Vinh đã xuống xe rồi nè. Bây giờ mới có 3 giờ chiều à. Buổi lễ trao giải diễn ra lúc 6 giờ chiều lận, nên là lúc này còn sớm, mình ở tạm khách sạn để nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nha. Ui, ai đây, ai đây? Các bạn có nhận ra mình hay không vậy? Vinh đây nè. Đây, Vinh của các bạn đây nè. Vinh MC. Bây giờ đang là 6 giờ chiều nha các bạn. Chuẩn bị bắt đầu đi rồi này. Yeah. Bạn nào mà thấy bộ đồ của mình rất là đẹp luôn, nhớ cho mình một like và nhớ lì xì cho mình cái nút đăng ký nha. Bắt đầu đi thôi, đi thôi, đi thôi nào. Let's go. Nếu mà bạn nào đang muốn hỏi mình á, là cái anh mặc cái áo màu đỏ này là ai vậy? Thực ra đây là anh trai của mình nha. Yeah, mình đang đi ra ngoài để lên xe. Chúng ta sẽ đi tham dự buổi lễ trao giải YouTuber nha các bạn ơi. Đấy, ngầu chưa, ngầu chưa? Căng đét liền. Ê, mình đang ăn ăn kẹo nha các bạn. Mình đã tới nơi rồi nè mọi người ơi. Các bạn có thấy những ai ở phía bên kia hay không? Đố các bạn đó. Bên kia đó là cặp đôi anh Phong Cận và chị Sammy. Wow, đẹp đôi quá trời luôn nè. Giờ là mình sẽ quay qua phía bên đây và ta-da! Đây là chị Sammy nè, đây là anh Siro nè, và kế bên mình là Kyron. Tiếp tục quay sang ở phía bên đây. Kyron ơi, chào mọi người đi nào. Trời ơi, anh Siro nè. Siro, hay chào anh Siro nha. Xin chào chị Sammy. Hiện tại Hero Team đang có mặt tại buổi lễ này nha. Khi mà mình đã vào á thì có chị MC phỏng vấn hỏi thăm mình. Các bạn có nhận ra đây là ai không ta? Không ai khác, đó chính là chị Lê Bóng.
ở đây chắc là có nhiều bạn biết chị Lê Bóng là hot TikToker rồi phải không? Thì ở đây chị Lê Bóng có hỏi mình những câu như là cái tên kênh Vinh MC có ý nghĩa là cái gì? Hai, xin chào các bạn. Mình tên là Vinh MC. Vinh MC này thì có vẻ tên rất là giống với cả nghề mà Bóng đang làm, đây là nghề MC. Thì không biết là có vẻ là tên của bạn có ý nghĩa là MC không nhỉ? Dạ không ạ. MC có nghĩa viết tắt là một cái tựa game tên là Minecraft. Đây là một game thủ. Ban đầu chị Lê Bóng tưởng mình làm nghề MC. Thực ra MC có nghĩa là viết tắt của cái từ Minecraft. Cảm xúc của bạn khi mà được đến dự một lễ trao giải giải thưởng lớn cuối năm thì bạn biết là bạn cảm thấy như nào nhỉ? Dạ em cảm thấy rất là phấn khích và rất là vinh dự luôn ạ. Trong năm nay bạn Vinh MC đã có thể là trải qua một năm mà hiện tại bạn cảm thấy như nào, hoặc có đạt được những cái thành tựu gì của bản thân chưa nhỉ? Em đã đạt được một cái nút vàng. Dạ. Và sau đó là em có một cái kênh YouTube nữa tên là Vinh MC TV, cũng đã đạt là 600.000 người đăng ký và cũng đã đạt nút bạc. Đứng cạnh bên Bóng đây là một chàng trai hot YouTuber và là một streamer rất là nổi, và hiện tại là trong năm mà bạn đã có thể đạt được với hai thành tích là một nút vàng và một nút bạc rồi. Và Bóng cũng xin chúc cho bạn sang một năm mới là bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa và càng ngày càng phát triển hơn nữa. Thì ngay sau đây thì mời Vinh MC sẽ cùng vào bên trong khám phá xem là ở bên trong lễ trao giải có những gì đặc biệt hay là thú vị hơn không nhé. Sau khi mà mình đã trả lời xong những cái câu hỏi thì tiếp tục đây là màn trình diễn siêu ngầu. Ôi cái khúc này quan trọng nè. Đây là cái lúc mà công bố top 10 nhà sáng tạo video YouTube nổi bật của năm. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2021. Top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2021. Vin MC. Ông ngủ nữa vậy? Đây nè, Vin MC đây nè. Các bạn hãy bình luận dưới video là em thấy anh Vin rồi nè. Hiện tại là cũng đã xong buổi lễ trao giải rồi nè mọi người ơi. Lúc này đang là 10 giờ đêm rồi đó. 10 giờ đêm rồi. Giờ là mình sẽ đi qua đây để gặp các anh chị Hero Team nha các bạn. Đây đây, ở phía bên đây nè. Đây tất cả mọi người ở trong Hero Team nè. Để mình lại mình quay một xíu nha. Đây. Ui, mình thấy ở phía bên kia anh Siro hình như là cũng đang quay video luôn kìa các bạn ơi. Wow. Hello Caron. Hình như đây là chị Sammy phải không ta? Để mình chào chị Sammy. Chị Sammy ơi. Sammy. Oh my god. Chị Sammy. Ủa thật ra là chị tóc màu xám, đó là chị Simmy. Tại chị Simmy và chị Sammy giống nhau quá, mình không phân biệt ra luôn. Hình như cái tóc này em không quen đâu, vì tao chỉ tóc xanh đúng không? À đúng rồi, mọi ngày mình thấy chị Simmy thường là để tóc màu xanh. Simmy là tóc dài, còn Simmy là tóc ngắn. Trời dạ, ơi. Dạ, dạ, mới nhận ra. Không ngờ là xảy ra chuyện như vậy. Anh Phong Cận ơi, anh Phong ơi. Anh Phong ơi. Nhìn ơi. Anh Phong Cận đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ. Xin chào anh Siro. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị ra về rồi nè. Xin chào chị Camui. Xin chào chị Mimi. Lần sau mình gặp lại sẽ là một cái gì đó khác. Và ở phía bên đây các bạn có nhận ra ai hay không? Đây là anh Mr. Dịch nha. Ôi, ở ngoài rất là đẹp trai luôn nha mọi người ơi. Wow, lâu ngày rồi mình mới được gặp Hero Team. Và sau đây mình sẽ cho các bạn coi những cái tấm hình mà mình được chụp với các YouTuber nha các bạn. Và Hero Team. Đây, đây là anh Siro nè. Anh Siro ở ngoài rất là đẹp trai nha các bạn. Ok, giờ đây là chị Simmy nè các bạn. Đây là chị... Ủa khoan ta. Đây là chị Simmy. Còn đây là chị Sammy nè các bạn ơi. Đó, đây là chị Sammy nè. Thì trong lúc đó mình đã chụp rất là nhiều ảnh nha mọi người. Ở đây có bạn nào biết đây là ai không? Đây là ai không? Đây chính là thầy Beo đó nha. Đó, kênh TikTok hình như là
thầy Beo U40 á. À, các bạn coi TikTok nhiều lắm các bạn sẽ biết kênh của thầy Beo đúng không? Còn đây là ai? Đây là ai? Đây chính là chị VV nha mọi người. Hình như là tên thật của chị này tên là Tường Vi thì phải. Còn còn các bạn fan hay gọi chị này là chị VV. À, rất là xinh đẹp nha mọi người. Và đây là chị Timmy. Ủa? À, một... Và đây là chị Mimi. À, chị Mimi đây nè mọi người. Và chúng ta đây. Đây là anh Bích Tư Dịch nha các bạn. Wow, rất là phong độ và lịch lãm luôn nha mọi người. Đấy. Xin chào anh. Còn đây là anh Nguyễn Hữu Long. Đây là Kairon. Đó, Kairon ở ngoài cũng rất là đẹp trai nha mọi người. Đây là chị Cam Mui nè mọi người. Chị Cam Mui nè. Ôi trời. Ai đứng ở đằng sau vậy các bạn? Cay ơi là cay rồi ơi. Ôi trời. Các bạn nhìn nó phía đằng sau kìa. Ôi ơi, Kairon ơi. Ôi trời. Chị Cam Mui ở ngoài cũng rất là xinh đẹp nha mọi người. Đây, đây là anh Phong Cận nè. Đây, đây là lúc mà sự kiện diễn ra thì mình có chụp chung với anh Phong Cận. À, và anh Mr. Dịch nữa nè. Và đây là cái ảnh mình chụp tại cái buổi lễ nè mọi người. Ồ, quá là bảnh luôn, quá là bảnh. Đấy trời. Ở đây mình có chụp chung với chị VV nữa nè. Còn đây là tấm hình mà mình chụp với anh trai của mình nè các bạn. Đó, quá là bảnh luôn. Và sau khi mà giờ này đang là 10 giờ rưỡi rồi nha các bạn. Và lúc này là mình phải đi về rồi. Cái đường về của mình cũng mất có khoảng là 5 tiếng mới về tới nhà nha mọi người. Hôm nay là một ngày rất là dài nhưng mà cũng rất là vui nha. Và các bạn hãy nhớ ấn like cho video này và đăng ký kênh thì sẽ ủng hộ mình ra nhiều video hay hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ là tạm biệt các bạn nha.